So ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Và ngày hôm nay thì lại làm tí TMP Megatron anh em ạ. TMP VIP Megatron Thì nói chung cái khẩu này nhận mấy ngày trong điểm danh thôi. Tranh thủ vác vào bắn cho anh em xem. Khẩu này thì mình cũng không có anh em ạ. Tranh thủ thôi. Cứ mỗi lần nào mà nó cho mấy cái khẩu free mà mình chưa có thì mình lại làm lại cho anh em xem. Đấy. Nói chung cái khẩu này thì bắn cũng bình thường anh em ạ. Bắn cũng hơi phè, phải gọi là hơi phè, nhưng không sao, vẫn bắn tốt thì các bạn. Nó là VIP thì nó vẫn ok. Còn TV tường mình có bắn được, TV VIP lại không bắn được. Ôi giời ơi, nó phải gọi là best IQ. Rồi qua quá này, nhắm cái thằng ở mid quá đỉnh luôn anh em ạ. Để bắn chết thằng mid cái mình quăng luôn cái bom xuống húp ngay. Không nói nhiều, rồi 2v3, rồi 1v3 thì xong rồi đấy. Khó thế nhờ. Ngay hiệp đầu tiên đã bắt cân 4 như này. 1v3 làm ăn gì không? Đấy là quăng flash. Càng ấy. Ấy là quăng lửa. Nhưng mà quăng lửa biết thì mày sai rồi. Đúng như kịch bản là phải có thằng lúc hồi sinh nhỉ? Không sai này. Lúc ngay bên trái luôn. Ừ. Từ từ, đợi bình tĩnh, bình tĩnh. Ngay bên trái luôn con thằng này. Sao? Đấy không? Mày làm sao? Ồ, ồ tốc đi, thằng này yếu lắm luôn này. Đồng bom. Sao bạn? Đây, đâu rồi? Ây da, nó vào. Ây. Ây da, mẹ đấm sọ kìa. Má, nó tưởng nó không dám phi xuống mà nó nhảy xuống nó chơi luôn anh em ạ. Thế chịu rồi. Bắn lỗi qua, lỗi qua, lỗi qua. Má, bắn lúc quán ở dốc yếu như thế chỉ cần dính viên hoặc 2 viên là đi rồi. Mày đéo trúng mày đau chứ. Rồi. Mình sẽ thủ A thôi. Quả hơi đen anh em ạ, hơi đen. Nào. Bên mình có thằng Barret Megatron. Nick CR7, fan CR7 à? Ừ. Hay quá, đổi mạng anh em ạ. 4v4 vẫn là cân. 3v4. Rồi thì hết cân đấy. A có vẻ như nó không dám đánh A anh em ạ. A khó đánh mà nó không dám đánh. Ừ. Rồi. Ôi thằng kia liếm rồi, nhanh thế. Bánh từ từ để em con mẹ ông la liếm kêu chứ. Trời, à đây đây, ngách này. Hàng về. Ui, mẹ bắn ở đầu chỉ có 57 ạ, yếu thế. Nghe phút đâu vậy? À đây đây đây, mẹ mày trên cao mít à. À đù, rõ ràng nghe phốt và tưởng nó dưới hầm này, không phải anh em ạ. Liếm ngay ở trên đái xuống mà không làm ăn được thì hơi kém anh em ạ, hơi kém. Rồi tiếp tục là canh A thôi, cứ thằng nào canh ở chỗ nào thì cứ chỗ đấy mà giữ thôi. Chỗ này anh em ném bom anh em cẩn thận nha, không là nó kê sniper là nhảy ra chưa kịp quăng cả bom là cút rồi đấy. Xem nó có dám đẩy không? Đẩy mình nữa mình hứng luôn. Không có rồi. Không có. Mít có nha, mít nhà nó đông nha. Ít nhất là 2 thằng. B chết kìa. Khó thế nhờ. Đồng đội mình không nhầm thế nhờ. Thằng này mày canh mít thì canh luôn mà bỏ thì bỏ luôn, mẹ thế đéo nào. Nó đứng kiểu hai mang vãi. Rồi cuối A có này. Rồi mày canh A để tao canh mít cho. Các bạn này. Hàng về. Sao bạn? Ở trong cái set Megatron này thì mình thích nhất là cái khẩu DE anh em ạ. DE Megatron. DE VIP Silent Megatron. Trước mình có nhận được mấy ngày cái khẩu DE, mình đã từng làm một clip riêng về cái khẩu đấy. Bắn mẹ cũng mười mấy kill rồi đâu. Cầm lục chấp nó luôn. Đúng khẩu lục mình thích mà. Giờ thì nó ra cái khẩu DE Silent gọi là Double Gold ấy. Khẩu đấy thì nó chất hơn nhưng mà không có tiền mà hút anh em ạ. Rồi sao? Sao? Mày làm sao? Còn thằng nữa. Mày. Ui. Mẹ thằng này hên thế, đấm sọ kìa. Bố này đeo dao trợ gì gỡ bom gỡ phách nữa chứ. Gỡ thẳng luôn thì còn ăn mẹ. Không hỗ trợ thì hai thằng ra dí luôn mẹ, mình đen thế. Đấm sọ luôn anh em ạ. Nhỏ thế nhỏ. Rồi. Hơi đen, hơi đen. 2-1. 2-1 là 7 kill, 6 hiệp 7 kill là ngon chứ. Mình cũng la liếm kinh phết chứ đùa đâu. Rồi một mình canh vừa A vừa mid luôn. Mấy thằng này chơi cái gì không biết. Ây à. Nói em mình à, đẩy này. Ơ láo gì. Láo ấy hả bạn. Nào mid có, mid có. Từ nhá. Mid bên phải luôn. Sợ vẫn sợ là nó đi hẻm A một thằng anh em ạ. Mình sẽ bỏ mid, mình bắt thằng mid đi. Từ từ, từ. Ây em mắc này. Rồi trước mặt này. Thôi đừng có đục vào đây nhá. Trước mặt này. Ai à, đây rồi. Thằng mẹ, thằng mẹ, ôi 29. Ôi, xong rồi. Xong. Mẹ, thấy hai thằng là thôi xong cút rồi.
Một thằng 63, một thằng 11 anh em ạ. Nhỏ thế nhỏ. Quả yếu quá, quả mà nó súng con ngon tí thì mẹ bắn nó chết từ cái lúc ở cái hẻm hẻm ấy rồi. Cái mép cửa ấy rồi. Rồi, tất nhiên là có quả Barrett Transformer. Barrett Chan 2 nha. Cậu này thì có quả gọi là tâm ảo giống như kiểu là Barrett cá mập Noble Gold ấy, nó có tâm ảo. Rồi, ui giời, cầm cóp với cầm Barrett thế này mà không cần được team thì mẹ hơi phí. Thằng kia thì cầm M4 hồ lô anh em ạ. M4 hồ lô. Rồi đi luôn. Cho mặt, bắn nó. Rồi cút luôn cả hai thằng. Bắn như này mà sao không thua mẹ. Đây bắn một canh quả C4 còn không xong thì chịu rồi. Bắn thế thua. 4 hiệp 8 kill anh em ạ. Rồi, 4 hiệp đổi phe, phát này mới khó này. Mẹ phát này mình cầm cái khẩu SMG này mình đẩy mới là ngu người này. Mẹ thủ còn đéo xong rồi đẩy cái đéo đi. Khẩu này ấy, nếu mà đi mid ấy, chiến thuật ấy chỉ có là đồng đội đẩy full A hoặc full B xong mình móc mid ấy thì nó là ngon nhất. Đấy, cứ để đồng đội phí hết lên chết cũng được. Đấy, mình sẽ là thằng móc mid. Ai à, mày tê tưởng có bom nổ anh em ạ. Mình sẽ là thằng móc mid ít nhất phải đôi thằng là ít. Rồi, có đây. Mày đục trả đây. Tao không ra đâu. Đấy nó đục kìa. Chát chưa. Rồi. Thằng kia nó bắn chết thằng nhà ma là kiểu gì nó cũng vòng cái na đấy. Chán chưa. Giờ đến lượt tao. Giờ đến lượt tao. Giờ. Giờ đến. Ui toàn 15, 16 đạn. Ui làm sao. Làm sao bạn. Ây à. Ây à. Ây à. Ây à. Mẹ thật chứ không ai nó bắn mình không ạ. Đi quẳng luôn. Hai máu. Bắn kia lên na rồi. Ngon rồi. Bắn nó đi anh em. Kìa chết cao A kìa. Cao A kìa. Ui. Ui. Chứ 64 vào đầu kìa. Bọn này lom dom thế nhổ. Đẩy khỏe lên. Nghe 64 rồi. Ôi sinh hồi sinh. Hồi sinh. Hồi sinh mình. Phải điếc rồi. Ôi. Bắn đấm thế này. 1-4 mẹ rồi anh em ạ. Thế này vật lại khó lắm. Khả năng cút rồi. Ui mấy bố bắn thì hiệp 5 rồi mới được 4 kill. Bố thì lại có đồ không kill kia gì. Không phải là mình so kill đâu nhưng mà bắn nó phải đều đều một tí thì mới ok được. Mẹ bắn như này. Thế thằng cầm team P44 fight cái này vào cân team cái này hỏng rồi. Khẩu này không bắn sai nhưng mà khẩu này chỉ solo gần thôi. Nhưng lúc nãy bắn cái thằng ở trên cao A đấy. Mẹ bắn vào đầu chỉ có 65, 64 thì đỡ đéo được. Quả là M4 hay AK nó cút rồi đấy. Rồi 5-3 này. Đấy vừa mẹ chửi cái là ngon ngay. Cầu này à, chạy nhanh thế. Chạy nhanh thế hả bạn. Chạy nhanh thế. Mít có này. Ôi trời ơi. Mít trên. Làm sao phải nói. Lật kèo này anh em ơi. Lật kèo. Đấy, bọn mình nói chung là cũng phải có lúc nó phải lên đồng tí chứ. Bắn để người ta gánh hoài. Gánh nhiều gánh sao được. Gánh vài trận thôi, gánh những hiệp quan trọng thôi chứ. Mẹ gánh mãi thì gánh đéo được. Cầu này, cầu B có này, nghe phút rồi quịt này. Mấy bố này vào chơi game như kiểu vào chỉ để múa may quay cuồng ấy. Chơi đâu có một tí gì gọi là chiến thuật anh em ạ. Cứ bảo là danh mình cũng chưa cao lắm. Mới 2-9 thôi. Mới có 2-9 thôi nhưng quả số xe này. Rồi thằng cuối A bị bắn chết rồi. C4 lại rơi. Nó Barret thì không sợ. Nó là M4 hay AK thì khả năng là nó ép cuối A rồi. Nhưng mà nó cầm Barret thì không sợ anh em ạ. Ây à, ném bom kìa. Mẹ chiến máu rồi. Quay thế nhỏ. Rồi. Đá của bom quay về thôi. Nó đẩy này. Ây à, vào đây, nó đẩy chăm luôn. Làm sao bạn. Bạn đẩy tôi. Hẻm A còn thằng nữa. Trên A còn. Chắc chắn còn thằng nữa, ít nhất một thằng nữa. Ây à, B có luôn này. Ây à, đau. Khó thế nhờ, bị kẹp ở giữa mẹ rồi. Thằng kia giờ nó bắn chết thằng A lên A luôn này. Rồi, ngon. Thế này anh em ơi. Đấy bỏ nó bắn chết được thằng A lên A là con lành luôn. Lăng cả bom luôn. Nào. Đặt bom là nó sẽ về thôi. Ngon ngay. Ồ chết này. Ủa. À đây. Ngách.
ngách với chúng tôi à. Vẫn chảy cối anh em được bom ạ. À, đồ. Được của nó đấy anh em ạ, được của nó đấy. 3-4 rồi. Ôi trời. Cú hai hiệp nữa lật kèo ngay, qua clip lật kèo ngay anh em. Nào, cố lên các bạn trẻ. Nếu cả bom bit này thì hơi lãng phí nhưng mà được cái là nó chống đẩy anh em ạ. Chứ nó mà đẩy là nó ăn quả bom ấy, nửa đời tình yêu nó không dám đẩy đâu. Thà mất quả bom còn hơn là bị nó đẩy láo là chết anh em ạ. Ngu người á. 4v4 cân phết nhỏ. Bọn này nó phải đẩy A hoặc đẩy B cơ, đẩy full một phát cơ. Không để bài để giành bài đến chung kết rồi full A cái là mình móc bit cái là ôi. Nhức cái nách ngay. Ngay quá anh ơi, 4-3 này. Ngửi tôi có mùi chung kết ở đây đấy. Nào. Hay quá anh ơi. 4v2. Nên giờ bò chậm A, bò chậm mid là đẹp luôn này. Bò chậm bắt người luôn. Chắc chắn kỹ tí không rồi. Nó táng nó xương mỏ. Rồi trong hồi sinh này. Ây chà, nó bóng AK VIP là Inferno Noble Gold. Sao mày, làm sao mày. Ơ cái mid này, ô cái gì đấy. Cái gì bạn, quả nữa này. Làm sao bạn, bạn định móc tôi. Vẫn là mình cân tìm anh em ạ. Cái đéo gì lên tay anh em ạ. Bắn lên 16 kill rồi. Rồi, chung kết, chung mơ anh em ơi. Hiệp này mình sẽ không ném bom chúng đẩy đó, mình sẽ để dành bom các bạn. Hiệp cuối phải để dành bom. Rồi, mình vẫn thẩm du mid đợi chúng nó đẩy A hoặc đẩy B mình sẽ móc mid luôn. Bài vở anh em ơi, bài vở. Nha, phút có thằng ở cầu B này. Có nên hỗ trợ nó quả bom ở cầu B không ta? Ừ. Thằng kia nó canh ở A rồi. Nào, bay. Đéo bay. Ấy à. Ây à, mẹ mày thấy cái canh cái gì đây? Ý, con mẹ nó kìa. Bố này bố canh hiểm A, bố núp trong cái vòm này. Mình tưởng nó canh hiểm A. Mày bánh lớn thế này thì hỏng rồi. 2v4, móc luôn. Ăn. Rồi, rất tốt. Có thằng nữa. Rất tốt. 1v2. Ôi, cho bạn kìa. Ôi, ăn luôn. Rồi. Nhưng mà thằng yếu mẹ rồi. Bên kia còn thằng khôn hay là thằng khôn hay thằng ngu ta. Không biết là còn thằng khôn hay thằng ngu anh em ạ. Ui còn thằng khôn. Ui. Ui thua cả. Mẹ đến lúc mình táp lên mình xem là thằng khôn hay thằng ngu thì mẹ vớ thằng A bên nó anh em ạ, cay thế nhờ. Đồng đội bắn này chán quá anh em, bánh canh này hỏng rồi. Rồi và rất cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi clip, đừng quên lại cho mình một like và subscribe để bấm chuông nhận thông báo những clip mới nhất của mình nha. Alright.